xuất hiện đầu những năm 80 của thế kỷ 20. Năm 1981, The Blackett Hotel ở London đã mở cửa đón khách, khánh thành The Clarion Beaufort Hotel ở Mỹ. Và sau đó, hàng loạt khách sạn tương tự được thành lập, đánh dấu sự ra đời của thuật ngữ Boutique Hotel. Boutique Hotel là một dạng khách sạn quy mô nhỏ, có tối thiểu hơn 10 phòng và cũng không nhiều hơn 100 phòng. Boutique Hotel tạo ấn tượng bởi phong cách thiết kế nổi bật, sang trọng, nhưng vẫn trẻ trung, hiện đại, với nội thất tinh tế và đầy nghệ thuật. Cá nhân hóa dịch vụ tập trung vào khách hàng, đó là sự khác biệt, yếu tố quan trọng làm nên một Boutique Hotel thành công. Nằm trong một quần thể nghỉ dưỡng, được cung cấp những dịch vụ tiện ích hiện đại, khác hẳn với mô hình khách sạn truyền thống. Theo hãng nghiên cứu Ibis World, chỉ chiếm khoảng 5% thị phần, nhưng ngành công nghiệp khách sạn Boutique đã tăng trưởng 6,1% mỗi năm từ năm 2009 và mong đợi sẽ tăng tốt hơn trong năm 2019 về sau. Từ đó, nhanh chóng tạo nên một cơn sốt tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore. Các Boutique Hotel cũng đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Với quy mô khách sạn tầm nhỏ, giúp nhẹ đi rất nhiều các khoản chi phí phát sinh trong quá trình kinh doanh và đầu tư. Phù hợp với nhiều đối tượng khách du lịch, với phong cách thiết kế hiện đại, dịch vụ đẳng cấp và giá thuê ưu đãi. Theo như tính toán của chuyên gia trong ngành, lợi nhuận đầu tư cho ngành bất động sản này rất lớn, thường ít nhất 10% một năm. Mô hình được đánh giá là có khả năng rủi ro thấp gần như bằng không. Boutique Hotel được xây dựng và thiết kế bởi các chủ đầu tư uy tín trong ngành bất động sản. Boutique Hotel với số lượng hữu hạn nhưng tính linh hoạt cao. Chất lượng dịch vụ mang đến trải nghiệm được cá nhân hóa nguồn lợi tăng nhiều lần so với các mô hình truyền thống. Đầu tư vào Boutique Hotel là đi tắt đón đầu ở thời điểm vàng để sinh lợi nhuận bền vững trong tương lai.